Chào thầy cô và các em học sinh, chúng ta cùng đi đến với thí nghiệm đĩa Newton tổng hợp ánh sáng trắng. Chúng ta vẽ trên một vòng tròn giấy màu các màu, đủ các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím trên một vành tròn. Sao cho kích thước bằng kích thước của một đĩa CD, sau đó chúng ta dùng hồ để dán mặt giấy lên trên mặt đĩa CD. Sau khi dán xong, dán chắc chắn tờ giấy lên đĩa rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái motor để có thể quay đĩa với cái tốc độ ổn định. Đây chúng ta có một cái motor nhỏ, và motor này sử dụng nguồn điện chính là một cục pin. Chúng ta gắn đĩa chắc chắn lên một đầu của motor. Chúng ta bắt đầu cho đĩa quay bằng cách bật công tắc. Chúng ta quan sát, ban đầu thì đĩa có màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, nhưng sau khi tốc độ quay ổn định, chúng ta nhìn thấy trên đĩa nó là một màu trắng, chứng tỏ rằng do hiện tượng lưu ảnh của võng mạc. Thì khi đồng thời mắt chúng ta nhìn thấy 7 màu chồng chập lên nhau, thì lúc này các màu tổng hợp lại thành màu trắng. Từ đó chứng minh và giải thích được ánh sáng trắng chính là hỗn hợp của các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Và đây chính là thí nghiệm đĩa Newton do nhà bác học Newton phát minh ra.